สอดตักเจ้าทั้งหลายป้าแม่พี่น้องมื้อปາาแม่พี่น้องเบิ่งฟังจริงจริงความขาวของด้พัดแห่งชิงเซลาวริงจริงมื้อนี้ซุมขอยสอดเชหอดป้แม่พีนองเพิ่ความขาวซลัง đến chào mở xe bếp cảm ơn hà bàn kinh tế ngân sách phòng hội đồng dân mương tỉnh có khai bằng họp làm lê bức nả vỉa tinh kỳ họp chuyên đề từ thứ bét hội đồng dân mương tỉnh khóa xếp xí san pì sòng pan xếp hốc sòng pan phải sao hết trong họp mới sum đồng chí nguyễn thái hưng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chủ tịch hội đồng dân mương tỉnh đồng chí lê hồng long ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tổ chức tỉnh ủy trưởng ban kinh tế ngân sách phòng hội đồng dân mương tỉnh đồng chí đặng ngọc hậu phó chủ tịch ủy ban dân mương tỉnh nàng bàn họp múa đại biểu có hôm qua giải phương chỉ tinh cánh sửa thảo nghị quyết xóm bành luông buồn xóm ngân cốc dự án tang xiên xã mương hùm huyện yên châu bài tần lập huyện mộc châu ót đề án tẹt tiền dần sú mà về diệt dần đánh là đá bản mương phòng nhà dần hơn mấy tiền năm sơn hà danh tính luông buồn xóm ngân cốc cồng sàn pì sòng phan giao ếch họ sòng phan giao hà chú thứ sòng ma phía phê duyệt luông buồn dòng ngân cốc san dự án tảng cốc tảng tánh máy luông buồn dòng ngân cốc cồng san pì sòng phát giao ếch họ sòng phát giao hà tòi nằn dự án tăng diễn xã mương nùm huyện yên châu khảm hồi năm bài tận hợp huyện mộc châu mi luông hy cài pet cải số cử tẩy thuốc bùn tăng phòng bản na cấp a tòi thuốc bùn việt nam bón tảng cốc nàng bản na thắng sòng xã mương nùm huyện yên châu họt bản nằm khảo sát tận hợp huyện mộc châu cáp luông xóm hơn cốc giáo học sinh biết tỉ hành bưng dự án tảng cốc tảng tánh máy luông bùn dòng hơn cốc cổng, san pì sòng phát sao ít họt sòng phát sao hà hôm mi bưng dự án sảng pành nho cấp tăng lồng tỉnh hoa nương pai sam giàn tăng yên sơn na cai huyện yên Châu. nho cấp tăng lồng tỉnh hoa nương pai Pet, sửa ó xã có thông huyện thuận Châu, diệt chăn nàng quán tăng cốc tăng sẽ phan hòa bình mộc trào nho cấp xẻm tăng việt nam cuba bảy tiểu khu chết chip chết, chết giàn tăng té tiểu khu sao hốc cầm mượn chết bảy tiểu khu chết chip chết, chết thị trấn nông trước mộc Châu, giảm ngân cốc diệt hơn sở diệt phịa cầu ngàn trụ xã thị trấn sửa ó cầu ngàn chu huyện nàng quang tỉnh sơn la mà phải xe chuyển hay na bá bố bản hà Nà, nàng tỉnh sơn la bản phứa hiếm men hàm phạt phải trừ thị trấn yên châu gian thứ sòng cấp nằm sủ hà bưng xá tà xùa phiêng bàn cánh bưng Phồng, lô kem khổng huyền bắc yên riêng cấp triệt tinh nghỉ quyết ma luông bùn xóm hơn cốc cổng gian pì sòng phan sao ít họ sòng phan sao hà chu thứ sòng mũ đại biểu đề nghị ủy ban dân mương tỉnh tướng ten bưng triệt like, hai làm le khổng bộ kế hoạch cánh đầu tư đối cấp bưng dự án Khót nàng bàn họp, đồng chí trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng dân mương tỉnh đề nghị vương cơ quan tài ngõ triển hai sướp tạm tọp hôm ở vương quam phai phan không hút đại biểu văn xỏm bành cánh diệt sạm heo vương triệt tinh dự thảo nghị quyết phải tiên kỳ họp chuyên đề từ thư pet hội đồng dân mương tỉnh khoa xếp xí Tính sau mở xếp bếp cảm ơn Hà, đồng chí Trá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng dân Mương tỉnh, có dệt về các huyện Bắc Yên, Ma Nà Vệ cảm phong bệnh hạ Covid 19 cầu, Nà Vệ nhãn xanh là bị F, cánh bưng Luông Pùn, nhãn bao hở bằng bao cử đại biểu Quốc hội, cánh đại biểu Hội đồng dân Mương chủ cấp. Tòi báo cáo khổng huyền Bắc Yên, nạp mét mở xếp bếp cảm ơn Hà, tên cao huyện có năm hoi đầy hạ sếp sáng côn té bưng phong mê bành ma quảng nam mi sếp hô côn đang tày giúp giang tập hôm canh mi sếp côn ở mó sát nghiệm ở âm tính ma tang tiêm vaccine có mi sĩ hỏi hậu chết côn tệ tiêm hậu sếp côn hoán tiêm tòi chẳng xanh nà phía tiêm phong có chớp năm mèn tòi luôn chị bó không bộ y tế nhàn pao nà phía phong bình, quảng san tiêm bom nhàn pao tinh an ma tang chương trình kiểm tra nhàn xanh là PF cấp tiểu học cánh hầm non xanh tính trên sạt lèo mở xếp sóng cầm bần hà cấp trung học cơ sở trung học phổ thông lọ mở xếp hạ cầm bần hà vì ép bay khả học sinh lớp cầu cánh lớp xếp sóng cò tay số háng cắn hơ pha, ép cài bế tính cò xương khẳng khang khả kia đối cấp bằng bao cử huyền cò chớp năm bưng phong bùn bò nả cử chi nhàn bao bưng lăng áo cầm phong bình cánh hà khô tiết tần không bộ y tế phát biểu của bà chất Vi, đồng chí trả của có tế kỷ bắc yên cần xếp tàm diệt đi nả phía phong bình bó tài diệt lục lại cài bay xếp tàm sắp tâm hoi bương côn rú tết phòng mây bình ma khẳng kháng phòng rú riêng tòa hôm tàng tánh bương luông nhận bào hào phía ép lào bai khởi học sinh lớp cầu cánh thức sòng khẳng kháng tục bó trường khòng vầy chuồng hong thì nhận bào tiếng an lang tì cánh cửa tài lang tỉ sùng huyện bắc yên cần phân tánh ó bưng luông cảm phong và cất sinh ó bình quảng phòng sàn bao cử lần xưa lở bưng luông bùn rú hãng cần bưng bón phốc phiếu té tàn trắng hanh vảy mử bao cử nhàn bào, men luông bùn cánh tiếng an hờ cử trì Tướng chào mở xe bếp cảm ơn hạ bộ giáo dục cánh đào tạo trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh có khai bảng họp cài máy tính cấp cá mương tổng kết hạ bì chấp năm quyết định ban nâng hạ hỏi bài nâng phòng thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tùm pua bó sòn chờ bùn toi cách mạng nét kín liêm số hở thanh niên cánh múa nòng nòi gian bì sóng phân xếp hạ sóng phân phải sao nàng tỉnh Sờ là trong họp với đồng chí phạm văn thủy phó chủ tịch ủy ban dân mương tỉnh làng hạ pì chấp năm tỷ án tổn pua pa sơn chờ bùn các mạng nên kiến xem số hạt thành niên cánh múa thằng nòi cáp pet bóng phía cao cò đại chiến báo cánh cửa tẻ lăng thì chọc hò xương lan trời cánh phía xịt khang múa tám việt nam mi tuông kín luông số tăng phản hóa hạc mương sườn chừa mi luông đắc ngon, cuồng hồ hôm các bông họ mi bạc khanh luông hồ trang sơn phía, cướt biển công dân mê x sáu chờ chấp hạp tặng tánh cánh bảy chè bản mương việt nam xã hội chủ nghĩa tại phương Hà Phong Khánh Thị cánh phê xịt khẳng tổ chức toàn hồi đôi có mi hàng văn phèn xanh thành niên cánh nòng nòi khảm cài xa cha ép hiên sỏi mi phê xịt chăn cuồng bùng kiến luông sú cài chăn xanh phương luông bùn khẳng tự án có mi cầu giúp cầu phân hồi, số hương trương thánh ốt tài phương luông bùn ba phẩu khẩu trà cùng hương trương chủ cán bộ đoàn viên cánh phê xịt phân hồi thành niên đẩy chân báo ép hạc phương nghị quyết khẳng chủ cấp ủy đảng chính quyền khẳng hơn hương Cài triệu đoàn viên bồn có thể giới thiệu hờ tàng bấm sách kết nạp quảng thần mỹ học hỏi học giúp bắn toàn viên tại kết nạp hợp tàng chủ thành niên học sinh sinh viên có bồn trà chôm hạp việt mương chôm hạp việt thì cánh luông diệt phía tập thể tính chào mừng sẽ cảm ơn hà đồng chí cha a của ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch hội đồng dân mương tỉnh cấp hốc ứng cử viên đại biểu hội đồng dân mương tỉnh khóa xếp hà gian pì sòng pan sao hít sòng pan phải sao hốc cò bò nà cử chỉ nặng huyện bắc yên bằng họp đẩy trên cài máy tính hòt cá xếp hốc xã thị trấn khóng huyện bắc yên đơn vị bao cử số ship hà hôm nay, chết ứng cử viên đại biểu hội đồng dân mương tỉnh khóa ship hà giàn bì sòng phát sao ít họ sòng phát sao hốc hôm nay, đồng chí cha a của ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch hội đồng dân mương tỉnh bà mùi thị hiền bí thư huyện ủy bắc yên bà quang thị vân phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh ông hàng a treo phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra huyện ủy bắc yên ông mùa lao tránh phó bí thư thường trực đảng ủy chủ tịch hội đồng dân mương xã chiếc sai bà Lư Thị Bình, Phó trưởng phòng nông nghiệp cánh hòa Pè bản na huyện Bắc Yên, ông Mùa A Hồ, Phó tránh văn phòng hội đồng dân mương ủy ban dân mương huyện Bắc Yên các chương trình việt xét khắc khổ, mũ ứng cử viên đại biểu hội đồng dân mương tỉnh có tập hôm sở sát làm việc cốc kén, xương trà chuồng, tánh ốc bưng chính sách, ma sóng ngân cốc, tảng tánh so tăng, câu quần chính khổng, bưng chính sách, tròi dừa phụ nhinh, làn hai xỉa ướt sắc cắt cung, chấp năm lăng tỷ, phía bó nghe, hở bò mẹ phòng bản na, nhau sống lăng tỷ chủ mũ diệt phía, mà bè quả hình cạt kiên cắp mà bè diệt dần, tánh là bản mương vài tết nằn hôm phân no sùng sữa máy, tới kín chú sần mương chóng hanh ở huyền bắc yên ó khói huyền cạt quảng vì sòng văn bài sắp hà tỏ luông buồn trần pieng, múa cửa trì khòng chu xã thị trấn nàng huyền bắc yên mỏng cong múa ứng cửa viên và chúng cử đại biểu hội đồng sần mương tỉnh, chim mi lại luôn co hôm khả kho quảng vì trà chuồng tánh ốc vững chính sách hôm phân mà bay dệt dườn nhàn bào tiền ăn quốc phòng nàng huyền bắc yên vào riêng cánh tỉnh sơn la vào trùng tàng nà mũ ứng cử viên đồng chí cha à của co son ơn luôn bổng trào tin chưa khẳng mũ cử tri xóm hờ mũ ứng cử viên đại biểu hội đồng dân mương tỉnh tăng sàng chào hèn và chúng cử chi chấp năm tục po trách nhiệm khẳng côn đại biểu dân mương vĩnh khải luôn hồ trang chập phía canh trách nhiệm quần phía trà chuông tánh ốc bưng luôn buồn chính sách tánh ốc bưng nghị quyết khẳng hội đồng dân mương tết năn tạ ăn bằng mà bè dệt dân tách là bản mương làm địa phương Tính chào mừng xếp hết cảm ơn hạ, mô ứng cử viên đại biểu hội đồng dân mương tỉnh khóa xếp hạ, gian vị sòng phân sao hết, sòng phân phải sao hốc, ở đơn vị bao cử số xí, hôm mi đồng chí Lương Thị Vân Anh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí Tông Thế Anh, bí thư huyện ủy Yên Châu, đồng chí Lương Trùng Hiếu, chủ tịch hội nông dân tỉnh, đồng chí Lo Văn Thân, Phó trưởng ban văn hóa xã hội, hội đồng dân mương tỉnh, đồng chí Đinh Công Bằng, bí thư đảng ủy xã Viền Quay đồng chí Lưu Văn Trung, trưởng phòng dân tộc huyện Yên Châu, đồng chí Quang Văn Thành, phó tránh văn phòng hội đồng dân mương cánh ủy ban dân mương huyện Yên Châu, đồng chí Vi Thị Hạnh, chỉ hội trưởng phủ ninh bản Trang Năm, xã Chiếc Ngòn, huyện Yên Châu, có bò nạ cử chỉ vậy nếu chưa bao cử nặng huyện Yên Châu. Bằng họ có đài khai ó cài máy tính, họ xếp hạ năng máy tính, bưng xã, thị trấn, của huyện nặng bằng họp cử tri có tài phăng giới thiệu huấn tiền mất tiểu sử cánh chương trình chất phi khỏng mú ứng cử viên đại biểu hội tổng trấn mương tỉnh khóa chấp hà chủ ứng cử viên cỏ tinh chương trình phi xe khỏng trầu và đại chúng cử chi ao mết bạc khanh cánh phóng hồ trang chớp năm nà phi khòng côn đại biểu hội tổng trấn mương bừa sân cánh tàng hà bảy chữ quên lời cho men khòng trần mương lưng bỏ tà cử tri trượt mặn luông cát kiên sở trầm cánh thân hiếng phăng lang trời lang mon không cử tri mố cử chi có xôm trang sung tó chương trình phê xét không mố ứng cử viên cánh mỏng cong muốn ứng cử viên chưa trúng cử tại biểu hội tông sản hương tỉnh khoa chấp hà xếp tạm cạt kiên cấp cử chi cánh sản mương có hôm nằm tác hở xuống hòa bè trung không tỉnh tăng sòng phòng trừ tinh khẩn số hội tông sản hương tỉnh bưng chính sách xóm ngân cốc tăng tánh cốc nguyên nho cướp bưng xiêm tăng so tăng quản ha sảng tâm bón kiến số cánh nho sùng xuống kiến số hở bò bè cho toàn côn tàng hà mũ ứng cử viên đồng chí lương thị vân anh có tập hôm ẩu cánh biển mài pưng quang cóp hôm cánh chào cấp cử trì luông chóng hanh tập tư cánh chấp nam tỷ nà phía khổng quân tài biểu dân mương chưa tài cử trì tiền chưa bao khẩu hội tốc trần mương tỉnh, chấp năm tỷ chương trình phía xịt tát họ cóp hôm tặng tánh huyện yên châu mã P, làm tù tì luông kiến số hở dân mương Tính chào 10 xếp hết cảm ơn hạ, đảng ủy ban dẫn mương thành phố Sơn Lạ, bưng côn ứng cử đại biểu hội đồng dẫn mương tỉnh khóa xếp hạ, gian vị sòng văn sao hết sòng văn phải sao hốc, đơn vị bao cử số nâng, có bò nạ cử chỉ cài máy tính, cắp tàng nạ. Đại biểu cử trì bưng cơ quan đơn vị tổ chức cánh xếp sòng xã phương nặng phòng thành phố Sơn Lạ tổ bầu cử số nâng nặng thành phố sở la hôm mi ứng cử viên hai trùng chiến ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư Thái ủy sở la đồng chí nguyễn đức thành giám đốc sở tài chính đồng chí tống thị lan hương phó trưởng bàn chuyên trách bàn pháp chế hội đốc dân mương tỉnh khóa xếp xí đồng chí vũ thanh phương phó trưởng phòng tài chính kế hoạch ủy ban dân mương thành phố sở la đồng chí hoang thu công phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phương an đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Phương Quyết Tâm, đồng chí Trần Quốc Thắng, phó chủ tịch ủy ban dân mương Phương Trang Lê, đồng chí Lo Thị Kim Anh, giáo viên trường trung học cơ sở Hòa La, thành phố Sơn La, nàng Mưa Pò Nà, Vân Côn trong hợp ứng cử cò vào khẩn chương trình phía dệt khổng trào và đại cử chỉ tin chưa bao giờ đại biểu hội đồng dân hương tỉnh chi giúp tạm cháu hanh tập tư nít kín liêm rú nho súng lô hồ xương trà vịa dòm gian lèo phải pò nải cử chỉ hiếng phăng quan phở trà môn không cử trì cháu hành chôm hạp việc diệt khổng hội đồng dân mương tỉnh tòa hôm ảo quan ve văn không cử trì phá họt kỳ họp hội đồng dân mương tỉnh tính chào mở xếp hết cảm ơn hà mùa ứng cử viên đại biểu hội đồng dân mương tỉnh khóa xếp hà xưa ót đơn vị bao cử số ship có bò nà cử trì huyện sông mã phải nhận vào tình ảnh cầm phong bệnh hà cô với xếp cầu dân nặn bàn họp bò nà cử trì có đài khai ót cài máy tính cánh chiền họt chu xã của huyện cử tri huyện sông mã cỏ phăng vào ma tiểu Sử huấn tiền phòng xung đồng chí ứng cử viên hôm my đồng chí nguyễn mạnh hùng tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy sông mã đồng chí ha thị ngọc yến phó giám đốc sở tài chính đồng chí mùa a dí phó bí thư thường trực đảng ủy xã nằm tì huyện sông mã tiêu tá lo phản hải trường công an thị trấn sông mã cánh đồng chí hoàng anh tuấn giáo viên trường trung học cơ sở yên hưng xã yên hưng huyện sông mã vào mắt chương trình sự việc hỏng chảo múa ứng cử viện có vào trành trách nhiệm và đẩy bao khẩu hội đồng dân mương tỉnh chi chấp năm lang lì về dề khỏng đại biểu dần mương lưng Hiếng phăng bày xả rúng trầm cánh tò phô màu quan có vôm khổng cử chỉ vậy triền họt cấp mi quyên cánh làm lê việc kẻ khải quan vây van khổng cử chỉ tinh sú hội đồng dân mương tỉnh bùn ó cách luông trò sùm các việc dệt tẻ cuồng phồng sồm trà sùng tó phìa dệt khỏng muốn cử viện tinh nặng mở bò nạ cử chỉ cử chỉ huyền sông mã có mỏng cong muốn cử Viện, chơi đại bao diễn đại biểu hội đồng Dân mương tỉnh chi chấp năm quan chào hèn khổng chào bài sở dũng Tràm Dân mương lợp tan vào khẩn lang phá hứa chở Môn khổng Dân mương cài Nạn áo lung bổn chính sách khổng đảng ngân mương khổng tỉnh khổng bổn kiến đây rú hôm phân nho dùng bổn kiến đây rú hà Dân mương tính chào mở xếp cảm ơn hà muốn cử viên đại biểu hội đồng dẫn mương tỉnh khóa siêu hà gian bì sòng pan sao huyết sòng pan bảy sao hốc sư ót đơn vị bao cử số chết có bò nả cử chỉ nếu chưa bao cử nàng huyền sốc cộp bằng họp đẩy trên cái máy tính họp ủy ban dẫn mương pét xã của huyền Mũ ứng cử viên đại biểu Hội đồng dân mức tỉnh nặng đơn vị bóng cử số chết xứ xã Khổng Huyền Xúc Hộp, hôm nay đồng chí Lê Hồng Trương giám đốc sự kế hoạch cánh đầu tư, đồng chí Cam Thị Huyền Trang bí thư tỉnh đoàn, đồng chí Đào Đình Thi chủ tịch ủy ban dân mức Huyền Xúc Hộp, đồng chí Lo Văn Dùng phó tránh thành trà Huyền Xúc Hộp, đồng chí Sông A Báo ủy viên thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Huyền Xúc Hộp, đồng chí Lo Thị Tranh chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã Mương Pha Huyền Xúc Hộp, đồng chí Lo Thị Thỏa giáo viên trước phổ thông dân tộc bán trú tiểu học cánh trung học cơ sở Na Khoảng xã Mương Va, huyện Sốt Cộp. Nàng vàng họp, cử chỉ có văn tiểu sử huấn tiền cánh chương trình VZ không mô ứng cử viên. Chương trình VZ không mô ứng cử viên vào nhằn và đẩy cử chỉ tin chưa bao giờ đại biểu hội đồng giấm mức tỉnh, chi bánh khải nằm đáp tràng ngon phải trừ quyết lời chọc dồn hạt dân hương. Cử chỉ có vào khẩn luôn tin chưa cánh lang mon, mô ứng cử viên chúng cử đại biểu hội đồng giấm mức tỉnh, chi chóng anh trong hạp chủ dệt không hội đồng giấm mức tỉnh. Xét đi trách nhiệm không cốt đại biểu không sởn mương, nho sùng luông hành làm le cùng việc kẻ khai bức nạp về hòn hơn khách đi núng ban họ đưa kiến rú sởn mương, chậm năm lang tí bước chương trình mà P.G. Sơn tánh tà bản mương, nhận vào quốc phòng tiền ản, nho sùng đưa kiến rú sởn mương. chương đồng hạc Dường, bản nguồn ba gân mương ma việt cảm phong bệnh hà covid 19 cầu chồng mi cổng điện phá bưng ngân giả sư bộ y tế cánh trương đại học sở y tế bưng tỉnh thành phố sư Ốc trùng ngường ma việt chất năm số háng cằn cánh tùng pua việt xét nghiệm nặng bưng ngân giả sư Ốc bộ y tế trương đại học cánh tuyến là sút Công điện vào trành, khai nì bệnh Covid sức cầu đang hiền miêu phước cha xưa, cánh mi lại hơn già có báo hở côn khẩu ó. Bưng hơn già là bón tòn hạp giàu già côn bệnh cánh côn trò bệnh Covid sức cầu, có báo hiền trành bệnh o tăng nọ. Và xương hơn già vài lọt lẹt côn trò bệnh Covid sức cầu khẩu ma hư cỏ chi xuất tỷ hiểm hại. Đó là Việt Nam, Bộ Y tế yêu cao giám đốc bưng hơn giả sữa Bộ Y tế, hơn giả sữa trường đại học, cánh hơn giả tuyến lạ sút Trong năm xử đi rú hắng cằn cuồng hơn giả, làm lê lông chập vẹ vải rào giả, già, tánh ốc rảnh sách, bàn tàng côn bình, bấm danh hở óc hơn già bốc gò nhài lông tuyến còng xón rìa viên nhằn bưng côn bình báo óc ngon đầy cấp cứu bệnh tai tiền sản xếp bón giềng vai khám cánh rào già hở côn bình cho cấp cứu cuồng chơi thả khót nàng xét nghiệm sát covid sòng chấp năm xét nghiệm sát covid sòng hở tách mét nhân viên y tế côn bệnh cánh tay hơn rú khỏi đù trắng nhải tuyến chơ mi lang đi âm tính tang sòng bồng tràng xét nghiệm tòi nham vài hồ hiền trào cánh cản tơ lập tan chờ côn bệnh o hơn giả đầy tông báo hở địa phương cài sở y tế Vậy, cơ sở xếp tạm làm lép bạc hành, sản xếp tục bo phủ côn, trường khòng nhàn vào trường hong con bệnh làng chết xuống hán cằn, cánh và chơi hơn xà báo hạ cốt khẩu ó. Cuồng sòng mở cào cam cánh xếp cằm bướn hà bộ chỉ huy bộ đội đèn mương tỉnh sơn la tánh ó sóng mô công tác bài kiểm tra động viên cán bộ chiến sĩ nặng bưng chốt cầm phong bệnh hà covid xếp cầu liệp tăng đèn mương khóng tỉnh sơn la nàng phương chốt đèn hương đoàn cò vào ma bệnh của vị sức khảo cuồng cánh nó hương ở cán bộ chiến sĩ tăng sòng sừng nhòng đồng viên cán bộ chiến sĩ chóng hanh thoát kẻ già cha cuồng gian kẻ ma nho dùng hỗ trợ ca sàn không trung hú cán bộ chiến sĩ cuồng gian chấp năm nạp viện, sừng nhòng hỗ trợ ca sàn không mú chiến sĩ đèn hương cấp mú chiến sĩ không bộ chỉ huy quân sự tỉnh tủm bua xá hù phá phớ trà mon phương già cha khát khỏng không xung đồng chí đang chấp năm nạp viện nàng phương chốt đoàn cò chiến báo đồng viên cán bộ chiến sĩ nhàn danh nà về cầm phong bình nhăng Hồng Hy, cần nhàn danh tỷ xếp tạm tùng bua bày sạc rút trầm cơ sở cuồng gian bên hạ lường xưa lọ sáo hù tuần trà kiểm soát nặng cơ sở vầy lập tan hồ hình bưng côn khảo óc phi phép trên báo nhàn báo tình an hạ bằng bao cử đại biểu quốc hội khóa xếp hạ cánh bao cử hội đồng dân hương chủ cấp gian bì dòng văn sao hết họ dòng văn sao hốc Chương trình quan khảo khóng đài phát thành truyền hình Sơn La mượt nỉ hót nỉ lỏm mết, hèn đẩy bò lao bò mẹ bí nòng cuồng bưng chương trình quan khảo tựa nà châm tạc hạc sường. Báo xanh khuôn phà cuồng tỉnh Sơn La, khuôn phà mi lại biến phà, tênh cầm cánh tênh cưng mi phổn nòi kèm lông nặng san bón, cuồng há phổn phàng phong mi lông lào, mai hết tốc, tênh ven phà đét, lại bón đét khảnh, luông mức chưm té xí xíp hót cào xếp hạ phân hỏi luôn hòn Diền nặng thành phố sơn la té sao huyết họ sản xếp hà đổ quỳnh nhai sao sòng họ sản xếp hà đổ Mưng la sao sòng họ sản xếp cầu đổ mai sơn sao huyết họ sản xếp hà đổ yên trào sao xí họ sản xếp bét đổ sông mã sao sòng họ sản xếp chết đổ bắc yên sao sảm họ sản xếp hà đổ phủ yên sao xí họ sản xếp cầu đổ mộc trào sao huyết họ sản xếp sòng đổ Vân Hồ sao ít họ sảm xếp sóng đổ. สกบเศร้าสองขอสามสิบเจ็ดโดฝันเจ้าเศร้าสองขอสามหาโด